hảo quý vị khán giả đang có mặt ở đây và quý vị khán giả đang xem qua livestream. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và thưa quý vị, qua dòng lợi kế tiếp này thì nhân viên của chúng em cũng đang rõ bút cho mọi quý vị thông tình ủng hộ. Qua dòng lợi tiếp theo vẫn là 20.000 đồng quý vị. Và bên trên chúng em sẵn với con cờ tượng trưng cho 60 con số, quý vị đang cầm bên dưới là một lá phiếu từ số 1 cho tới số 60. Khi bên trên Bella và Nguyễn Tài bắt đầu kêu số ra, quý vị tìm cho mình phấn một cái tâm sữa răng không, quý vị mình chọt qua hàng ngàn là bốn số mình đọc giải nha quý vị. Và còn những tấm lá vé cuối tay quý vị thương tình ủng hộ giúp cho chúng em à. Người ta thường nói à, cá sống nhờ nước, chim sống nhờ rừng, mà tụi em sống nhờ tình thương của tất cả quý vị khán giả đến với đoàn Lotto Sài Gòn chúng em à. Và chúng em còn những tấm lá vé cuối cùng, xin mời tất cả mọi người ủng hộ cho chúng em à. Rồi quý vị, người ta thường nói vét cặn vét thừa là chừa cho người đọc giải. Nhanh tay lẹ chân tham gia tham dự luôn quý vị. Trước cũng mua mà sau cũng mua. Một vé thì dễ dò, hai vé thì dò dễ, ba vé thì dễ dò, bốn vé thì dò dễ, năm vé thì khỏi dò. Giảm giảm quý vị. Dạ, rồi một vé cuối cùng của chị. Người đẹp ôm nhôm ấm nhách của đoàn em. Đây, dạ, em nói thường. Rồi một vé cuối luôn quý vị ơi. Và mọi người đã có lớp vé trên tay, chuẩn bị hướng mắt về sân khấu của chúng tôi. Dò số. Rồi, dò số quý vị ơi. Mấy chị ra, mấy chị đi số, chị đây mấy chị đây. Rắc lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra. Cờ ra con mấy, còn mấy chị đi số, chị đây mấy chị đây. Ai đang đi gần đường đi, ai lắm nghe muốn câu hò đê mê. Vô đây em, dù trời quý em vẫn đưa em về. Dù trời khuya em vẫn đưa em qua. Mà ba chết chót, ba chết cuối, ba chết chót, ba chết cuối em. Bây giờ tiên kêu con này em đóng phụ giùm anh nha. Dạ ok. Bây giờ em đóng vai con. Dạ. Anh đóng vai mẹ. Dạ, dạ, dạ. Ok ok. Dạ. Kim Anh. Mẹ. Ôi là trời, em là con gái lộn, quên nói con gái em. Không, con gái chứ không phải con trai. Con gái nha. Dạ dạ ok ok. Kim Anh ơi. Mẹ. Mấy mày chửi tao đó. Ôi là trời, em phải hiểu cái vấn đề là cái này nè. Cái này là cái gì? Cái này là... Cái này là gì? Cái này là cái nhúm. Cái nhúm là cái gì ba? Cái này cái... Cái này nè, trong cái chị lộ của diễn, cái trong hài gì đó, cái này nè. À, cái nụ hoa. Ôi là trời, cái vấn đề là cái là em là con gái, hiểu không? À, ừ, tôi là má nè má. Ok, ok. Bằng chưa? Ok. Kim Anh ơi. Mà... Giỏi. Lát cho cái càng 20. Kim Anh ơi, chị giảm đau thương mà ngỡ trôi theo dòng nước ấy. Nhưng có ngờ đâu là chuyện đó vẫn như bếp than hồng ầm ĩ cháy dưới tàn tro. Mà... Thảm cảnh chớ trêu mọi người. Má thầm gọi cố nhân ơi, sao cho cạn nghĩa chung tình. Con đò xưa đã tắt rời bến cũ. Ê, hồi nãy cái ngưng cái khúc đầu là ra số, giờ bến cũ sao có số. Con chết rồi. À nhớ rồi, chị Lậu ơi cứu em. Dâu nhớm đây. Đây, đây, đây. 47 số cho tiên. Vui là đến sau lòng thấy cô đơn lạ thường. Chiều đông người qua sao chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. La 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 la. 23 Mấy chị đây con, mấy chị đây, mấy chị đây. Mấy chị đây, mấy chị đây. Trong quỷ mỹ châu hai đẹp mà không hạp.
Cho hai bạn là bốc thăm với nhau thì nó không có cân tài cân sức, một người là hát lâu năm rồi,
một người là mới đi làm ở đây và mình nhảy vô thì nó bị chênh lệch. Nhưng mà chị rất là tiếc như thế này nè, đối với chị những cái phần đó nó không có quan trọng, mà cái phần bản lĩnh sân khấu nó sẽ là yếu tố quyết định. À, chúng ta cứ bỏ sân khấu ngưng chừng 5 giây thôi là sân khấu nó tự nhiên lạnh liền à. Thằng kia hồi nãy là ví dụ như mà chỗ Bella là anh nói, nó nói quá trời nói luôn, anh ngưng là em cũng ngưng luôn. Ủa em cũng có mic mà em cũng đang thi mà tại sao em ru luôn vậy? Câu hỏi của chị là có nghĩa là chị hồi nãy là chị bị bực đó, có nghĩa là mình đi thi hay là mình hỗ trợ người ta thi, hiểu không? Có nghĩa là khi nhìn vô người ta chỉ thấy Bella thi thôi, thấy em đúng với vai trò hỗ trợ luôn đó. Không phải là em hỗ trợ những cái câu hát mà kể cả cái phần thi của em cũng không có chủ động luôn. Đó là cái điểm yếu của em. Tuy nhiên ở phần của anh Bella không phải như thế là anh chiếm hết thế thượng phong. Bởi vì đối với em Bella là mang, khi mà người ta coi Bella người ta sẽ nhìn đó là lô tô truyền thống đó. Một người nghệ sĩ lô tô truyền thống, nó không có sự đột phá. Còn đối với Miss của Sài Gòn Cơ Thời, nó cần phải đòi hỏi của một sự người nghệ sĩ lô tô hiện đại. Nó đòi hỏi nhiều hơn về cái khoảng nói, kéo toan, câu hát, cũng giống như là mảng miếng trên sân khấu, nó phải nhiều hơn. Đó, đối với em nó chỉ ở mức độ là truyền thống thôi. Còn mình muốn nhỉnh hơn chút xíu nữa, phải trao đổi nhiều hơn. Cái này em nói về cái phương diện em đang là ngồi thưởng thức hai người, và cảm giác của em là như vậy ha. Đối với chị, em rất, chị rất là tiếc luôn. Chị không có đánh giá gì về cái phần thi của em hết trơn. Chỉ có duy nhất một cái chỗ thôi là cái phần mình để trống sân khấu. Mình đang thi mà phải để làm chủ là đúng rồi. Khi mà thí sinh kéo to là nhà kéo to còn giám khảo nhận xét khỏi cần nhạc. Dạ, là được chưa ạ? Là bây giờ chúng ta sẽ đến với chị Hai nha. Nãy giờ lộ nói, em nội lộ nói hết rồi đó. Và cái đặc biệt là em tài hả? Khi mà mình đang đứng ở một cái đơn vị nào thì mình phải đọc đúng cái tên của đơn vị đó, bởi vì đó là cái tên để chúng ta duy trì cái nụ cơm Sài Gòn Tân Thời chứ không có Sài Gòn, nhớ nha. Và giống như lộ nói rồi thì tôi không có nhắc ý gì nhiều, giống như ở Villa thì giống như là tôi ở dưới quê tôi hay đi coi á, nghĩa là lô tô truyền thống. Còn ở em thì hơi yếu, em đã làm đã hoạt động ở Sài Gòn Tân Thời rồi thì cái điều đó em phải nắm được, cho nên là hy vọng là em sẽ cố gắng hơn. Còn ở Villa hy vọng là những vòng tới mình sẽ thay đổi cho nó mới hơn, nó lạ hơn, đừng bị truyền thống ha. Nói như vậy là có nghĩa là không phải là em chê cái truyền thống, có nghĩa là Sài Gòn Tân Thời dựa trên nền tảng của những người làm truyền thống mà chúng ta có cái đoàn ngày hôm nay rất là hiện đại, và mọi thứ đó hầu như nó đi khác với lô tô truyền thống luôn. Thì hiện tại vẫn còn những đoàn lô tô truyền thống như vậy, nhưng mà khi mình bắt đầu một cuộc thi để cho một cái thế hệ nghệ sĩ lô tô mới mà được công nhận và nhìn nhận một cách tích cực hơn, hiện đại hơn, thì bắt đầu mình phải thay đổi. Cho nên em rất là mong là cái góp ý của em á sẽ làm anh sẽ thay đổi cái suy nghĩ của mình, có nghĩa là mình mảng miếng trên sân khấu, cái câu nói, câu chào, câu nhấn nhá đó, anh chỉ cần chăm chút được xíu nữa em đảm bảo anh sẽ rất là ok. Cho nên đó là cái phần hồi nãy là anh tròn và nhỉnh hơn tài rất là nhiều. Tuy nhiên là cái góp ý của em là để cho nó thật sự nó phù hợp với cuộc thi hơn nữa. Rồi, cái gì xin mời chị Lan Thiên Đường. Giống như rồi nó nói với người tiếp lời, truyền thống á giống như là cái nền tảng đã có rồi, thì cái truyền thống mình phải phát huy. Tại vì Sài Gòn Tân Thời là mình phải đem những cái gì mình mới nhất, hòa nhập mới nhất để cho tất cả mọi người có thể là thấy. Tại vì lô tô không phải là hát vô lô tô không, mình có thể là hát nhạc đen nè, rồi nhạc remix nè, rồi gáp nè, cải lương dân ca, rồi đặc biệt mình vô tấu hài nữa, tất cả mọi thứ. Thì mình làm sao một cách mà nó vừa truyền thống mà nó có kết hợp với hiện đại để lô tô có thể là hòa nhập tại Sài Gòn Tân Thời. Giống như Quyền và Phan, lúc đầu tiên cũng vậy, khi mà Quyền mới bước lên thì mình cảm thấy nó hơi bỡ ngỡ, sao mà mình thật sự là nó khác hoàn toàn. Nhưng mà các bạn phải cố gắng, nếu như các bạn đủ đam mê, các bạn thử cố gắng đam mê thật là nhiều, các bạn khi mà đã một trong những thành viên của đoàn của tôi Sài Gòn Tân Thời thì các bạn sẽ có một cái sự mới và khác rất là nhiều so với thời điểm hiện tại bây giờ. Chúc mừng thành viên của hai bạn nha. Tiếng Kiều cảm ơn hai bạn rất nhiều nha. Để chúng ta sẽ để kết quả cuối chương trình. Kính thưa quý vị, bây giờ phần đặc biệt anh có biết tay chuẩn bị hướng lên có đầu giờ là xấu như